qua chuột bị lụi á. Hả? Là cái bị lụi á. Bị để không khai cái chỗ khách thì lụi. Thật à? Nhiều khi con gọi bị chuột khách thì lụi, con quan mới gọi được rồi. Hải ngay chứ 11 cái quạt. Ô hồ. Mà hôi nó ngồi ra hôi à. Công ty này thôn bang để đang của nội hè vô. Người ta lo trường hợp hắn quỷ này đây đây thôi nó loài cho anh rồi thấy cô quân giới đạt đi nó không cần bởi vì quạt cũng cần làm mà như yêu rồi. Hộp nó trúng bọt đốt được thì chở nó luôn được. Cho phải thải rồi nó chạy vai vườn dưng. Rồi để chứ cái gì anh rồi đó. Thì như tình hình này đây cứ thỉnh thoảng là có ảnh bị nó dù bởi vì là dịch gần chưa có thôi con có ở chỗ vũ nè ừ. Rồi ra từ nhiên rồi là còn có thằng ở ngoài Vĩnh về nhờ nghe được đâu mà Vĩnh phải cách ly dạ rồi ra vừa qua phải nhổ cô đông đó thôi nên mình phụ chặt này chứ cũng người phải đóng à cũng bây giờ rồi nhé à. Thế nhổ rồi đóng nó là nhiều khi dịch nó dịch tứ đồn nên đó là một cái nữa. Nắng lây ở thêm ấy. Tôi mới chứ còn anh 14 hay anh phải vào đóng á. Đang lây hành được đó. Ừ. Nó định ngại đến mưa rồi ha. Sao nó còn á? Còn nó nữa chứ. Mà thằng nó bòn bê chứ nữa à, hay nó ngay được. Ngày thằng băng. Ừ. Con coi chứ. Ở ngoài vĩnh lỗ ngoài chứ nhựa nha rồi đi bò về. Rồi là không kiểu cũng lau với lẹn rồi lau cũng vực cũng khói bảo à mồ về điên là còn dẫn anh bảo là ăn ở vĩnh viễn thôi đó dẫn bảo cũng gọi là lau ninh rồi đó tại nó phải phọt đó có được trường hợp mà chỉ thì trục bọt muốn lấy khóc thôi thì chán rồi thì cho anh nợ ra anh quái ra có được anh quái thì con quái đến quái khu đó thôi anh cả thì có bị hơi đồng đâu đấy nè nên phải bỏ cái khuôn giấy lại khuôn giấy bị địch trong cái hệ trên đó thôi giờ anh là hư hệ có bỏ hay là để cho anh để cho anh rồi là nhỏ lớn nhỏ mờ chú đã con nhỏ lớn nhỏ mờ đấy thế vừa nó đang thiệt lắm cho nên mình được chích để mình thoại đó rồi mình cắt trần với thằng con lấy lao dạ anh Nguyên Nam còn như thế nào dạ một năm còn như tháng là mới tiêu quá 4 triệu anh mới được cố này anh mới sợ mới trở về la nữa nha
chứ anh cần anh soạn trữ chứ đâu đưa còn cái tấn tình trên anh phải anh trữ anh thật anh lại phải ở đó về nó về nho nó có cỏ như khọt nữa trong đỉnh ở dưới rồi nó có mà đồ anh về phải vài đồ phải nấu cơm với đâu ơ nấu cơm lấy nậu chứ mà con kẻ rau nó khọt vô nậu không được chọn gậy mà vừa trong anh tinh cọp hết anh ngờ anh hôm thì trộn đi với hai người anh mới đi cọp nữa đó thì anh tưởng mới nói đi con gói với vị du mà đi vào nhà đi tâm cũng anh không khác gì vừa anh đang lúc anh đang khác đấy con cọi có mẹ anh về thì nắng nở được cái nhà con như bộ nhà là chắc chín á anh ăn thì chỉ mẹ nhà nó ẹp được cái bộ thì phải cho mình ngàn ăn đâu nấu cũng thật chất đó mà nấu cũng ngon vẫn cười nấu không thì với miếu không thì với bồn cánh một cánh thì bọn nó mà covid có anh có điện bạc cho nó ngay trong lăng nửa chứ thế anh chạy đi thị thế này cũng ngoài nói đi người giới ra đây buộc nữa rồi đang lấy giới đi là buộc nữa qua đây đi thành ra là ở dưới đấy để đường được cái hội giải trường đấy con nó con thì nó buộc cái giấy của đấy nó đi nhìn chưa anh kẹt cũng lên coi như bên trong rồi trục con có cái nụ như con thôi cho chụp vô băng gì vô hoặc ra mà con còn buộc chân nè thôi là lấy cái giấy đi ta đói đi đói của đấy anh được để anh bỏ tí rồi chứ không còn nữa anh chưa bỏ được mà nó đắt quá để chạy tí là anh vui cái nửa rõ là còn mỗi lúc ấy kéo đấy kéo hành chay cái rồi dưới thanh cái kéo luôn á lũ có đeo tình hoàng nó cũng có đeo cho con mượn được chứ có hành chay cho bỏ cái đâu vô nhựa chế xảo nó chay lũ của anh khổ thanh kéo trên chay anh chay cho bỏ rồi đó anh nọn hôi lên mới chay thế là chay bùi kiểu coi là anh kêu anh chay ấy mà mơ bò đấy cái con là cái cậu ái điện này mày mà nào khỏi tivi gì giường nào khỏi đóng buồn rồi chưa có lại hồi nữa rồi nó cài vào đấy gì mà hả để nó thử từ con sợi cái đâu có gì nhầy tóc rõ đó à cõi đó thôi thốn nhầy đeo đó cái đây nhầy phò nhầy 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 phò tự phú bả là mày như thế dạ hoặc điên cờ nhầy khỏe đó cái quạt hơi được rồi vẫn bọt ra hai quạt chứ quạt hạng của đắng là gì nữa quạt thì nam đam có những người đó may giáp thì nở ra tu lan hai cái nữa đây này chưa hết rồi ai bảy được nhiều rồi đó à